Hàng ngày tớ luyện tập chiến đấu ở thao trường. Every day, I practice fighting at the field. Tớ bắn súng rất giỏi. I am good at shooting. Nhiệm vụ của tớ là bảo vệ đất nước. My duty is protecting the country. Tớ phải mặc bộ đồng phục màu xanh lá. I have to put on green uniform. Khẩu hiệu của chúng tớ là kỷ luật là sức mạnh. Our slogan, discipline is power. Được các bạn biết tớ là ai? Do you know who I am?